Đây là cảnh tượng được phóng viên báo Nghệ An ghi lại vào sáng 13 tháng 9. Ùn ứ, đông đúc diễn ra tại nhiều chốt kiểm soát ra vào thành phố Vinh. Tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 46 tại xã Hưng Chính, ngay từ sáng sớm, người dân các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương đã ùn đổ về thành phố. Tuy nhiên, nhiều người ngỡ ngàng khi buộc phải xuất trình các loại giấy tờ và phải có giấy kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 mới được vào. Tương tự, tại chốt kiểm soát ở cửa ngõ phía bắc thành phố, đoạn cuối của xã Nghi Liên tiếp giáp với thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, cảnh tượng ùn tắc kéo dài từ sáng sớm đến trưa nay. Nhiều người dân từ Quỳnh Lưu, Diễn Châu bức xúc vì không được qua chốt kiểm soát để ra vào thành phố. Mặc dù tại chốt này đã có đến 10 cán bộ công an, quân sự, đoàn viên thanh niên nhưng vẫn không thể giải quyết nhanh chóng thủ tục được cho người dân. Chính vì thế, ngay trong buổi sáng, công an thành phố Vinh đã phải tăng cường thêm 2 đồng chí làm nhiệm vụ phân làn, phân luồng cho các phương tiện đi qua nhằm giải quyết ùn tắc. Được biết, nguyên nhân dẫn đến ùn tắc là do người dân nghĩ rằng khi thành phố Vinh chuyển sang giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 thì họ sẽ được đi lại bình thường. Khi đến chốt, được lực lượng chức năng giải thích, họ mới nắm bắt được và do vậy, nhiều người không có các giấy tờ cần thiết đã buộc phải quay lại. Rất nhiều trường hợp người dân từ các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc khi vào đến chốt kiểm soát đành vất vả quay lại các cơ sở y tế ở huyện Nghi Lộc để làm xét nghiệm COVID-19. Có những trường hợp phải ngồi vạ vật bên vệ đường chờ người nhà mang giấy tờ đến. Ghi nhận tại nhiều điểm chốt ra vào thành phố trong sáng nay, nhu cầu qua chốt rất đông khiến cho lực lượng làm nhiệm vụ phải căng sức kiểm tra giải thích cho người dân biết rõ những quy định về phòng dịch của thành phố.